Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem một con gạc. Con gạc này build 2 nha anh em, build 2 nha. Đã mang chưa? Đã là build 2. Rồi, con gạc này build 2 thì bây giờ còn build cái gì để trời, còn tướng tá gì để build nữa đâu ta? Đúng không? Đâu còn gì để build đâu anh em, có hai người phi thăng 3 luôn rồi, còn gì nữa đâu, giờ chỉ có tập trung như mấy thứ khác thôi. Đúng là build 2 nhàn nhã, nhàn hạ quá, rất là nhàn rỗi luôn. Rồi con hàng này là ạc đường Tam, tên là đường Tam, ở server 1024 Dũng Lân nha anh em. Rồi cái phần mềm này công nhận nó tới mượt, bao mượt luôn anh em, đúng bao mượt luôn. Tắt như bữa, mấy cái kia mới cập nhật lại nó đỡ. Rồi lực chiến đã đứng top 12 ha. Rồi build 2 đứng top 12 cũng ghê rồi. Chung với cái server cũng mạnh build 2 nha. Và thì chắc chắn là ạc server này là ông mạnh, là mạnh nhất rồi. Cũng build 2 chất lượng lắm. Mới đây này đã có sự kiện hả ta? Ủa sự kiện gì mới giữa tháng có rồi em? Gan gì đây? What the fuck? Ra con gì? Con này con gì vậy? Chịu văn phong? Có đu má? Ủa? Ủa tôi không hay luôn tội. Ý có tướng mới luôn hả? Hán tấn. Là con mới này là con hán tấn tôn kiên. Rồi con kia là con gì? Ủa alo? Nhìn giống Chịu Văn phải nồi luôn ạ. Con kiên hén chương hợ. Ủa con tướng đó là con đó con gì nhìn y gan con kiên chứ gì ta, phải không? Ok này là con gì đó. Muốn biết là vô đây là biết liền chứ gì. Trường hợp à, con này trường hợp anh em ơi, quên. Ê tôi mới nói mà, em đã chơi full cái sự kiện ngày hôm nay luôn rồi. À con tướng chương hợp anh em. Không bất ngờ, tôi tưởng nó nhìn giống Triệu Văn thôi chứ tưởng gì chứ chương hợp là không bất ngờ. Tại vì phiên bản Trung Quốc tôi đã chơi rồi, bữa mình cũng đã chơi rồi. Con này VIP 11 nha anh em, ở server, ôi gì lộn, cái này là 38 triệu, 199k. Danh của chúng ta thì đã được 278 ngày. Và nếu mà anh em nào mà build được build 2 thì quá ngon. Nói chung là tài nguyên anh em vô rồi, đợi chút xíu vô là anh em thấy tài nguyên của nó là nói chung là vô dao, vô là đồ gì ra đồ đó, ra gì ra này ra nọ đàng hoàng. Và siêu BK nó còn hấp dẫn hơn nữa. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ vô main tôn kiên thức tỉnh là full. Đồ đạc là full hết anh em thấy, từ trên xuống dưới là full sạch sành sạch hết trơn. Mặc dù đã ấy nãy như ngày quên mẹ ra ta. Cái này ta bấm vô đây sao coi được số ngày 278 ngày, rồi coi rồi 278 ngày mà anh em nhìn thấy full hết luôn. Bởi vì hay là rất là nhiều tiền nguyên ha. Đó con gia danh tướng là chưa full nè, ba chiến pháp quen đường sở biến với lại bạo ngược ha. Nó vẫn lớn ứng dụng nó lớn thôi, để từ từ cũng nhỏ xuống vào rồi ok. Thì giáo thánh của chúng ta thì đây full luôn, full hết nha. Cái kim là thật bên full trăm có vật kim phun người ngựa thi ngô văn luôn. Ui. Rồi danh tướng thì đã thức tỉnh rồi, chiến pháp thì khí định nè. Cái này là chơi cho nó trâu chút xíu luôn nè, tôi mình rất là trâu. Nếu mà có hiệu ứng cc đồ này nọ thì mình chơi vô giải không, muốn đêm thì khích tướng hồi đó xài con bất dị được thì nên thì úp, nhưng mà bây giờ đâu có xài được con bất dị nữa đâu. Đó, thấy anh em thấy nhìn đúng hai con tướng mà chất lượng không? Review thì đúng lẹ luôn. Rồi bỏ coi tẩy luyện coi. Tẩy luyện thì anh em biết là dồn rất là nhiều tiền của nhân phẩm. Đó, thấy không? Hai dòng kim, ba dòng kim, vẫn chưa thấy dòng ngon. 4 5 dòng kim, có dòng kim sát phá quần. Ô HP công luôn. U cái chiếc giày hai dòng kim ngon luôn em. Dòng kim cũng nhiều đó chứ. Nếu như nhiều tài nguyên nó tẩy được nhiều hơn, tỷ lệ nó sẽ ra cao hơn. Chính xác tự nhiên cho thằng mình. Cho mình cái chính xác này hơi uổng chút xíu. Rồi tẩy luyện thì dòng kim cũng ok. Để sổ tướng thì sao nè, sổ tướng này đó có con Tào Tháo luôn rồi, HP tăng luôn ngon á, con em có HP tăng là ngon. Chỗ thánh Quang Vũ thì anh em biết là đã full rồi nè. À con này còn dư rất là nhiều tướng nha, lát xíu ra mình cho anh em xem cái phần tướng là chắc cũng hấp dẫn nữa đây. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên cái thằng giỏ nha. Con Châu 3 sao ạ. Con thiên ấn 2 sao, bộ thiên thạch 5, bộ túi cần khôn 5, chỉ thiên kiếm sắp 5 luôn. Thiệt xạ cung, đại dư thêm cách sách của Châu sắp 4 sao luôn à. Ta chưa? Em thấy ảo ma Canada chưa?
ở thể biến hình có chất lượng không? Thể biến hình thì đầu tiên thì anh em thấy là men kim là 2-3 cái vậy đó phải không? Để mình vô coi đồ giảm nha, nhiều đó, yêu hai mà 200 mấy ngàn mà nhiều, anh em biết đầu tư chuẩn cái nào rồi. Rồi một dòng bút sát thương nè, HP luôn nè, một đỏ, hai đỏ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái đỏ anh em, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cái cam, 12 đỏ, 17 cam chỉ sau 200 mấy ngày thôi, kinh dị thế. Một thì tôi chung đầu tư gì cũng hợp lý rồi, không có gì lắm đâu. Rồi mình sẽ qua bên cẩm nang nha, một kim, hai kim, à 3 kim 4 kim 5 kim 6 kim 7 cẩm nang kim đó anh em, không phải ít đâu, rất là nhiều. Còn mấy cẩm nang kim nữa, nhưng mà hôm nay đầu tư ngay mấy đợt, mấy cái đợt rồi, chắc chắn là đầu tư ngay mấy cái đợt mà chưa có cẩm nang mới nó ra bây giờ. Đồ ngoại kim tu chung một chỗ thánh sạch 9 cẩm nang kim luôn rồi, ta mình tính 4 luôn rồi nè, không mình tính là full luôn cái mà 4 đó, ít tài nguyên rồi, tập trung cho mình tin cái là nên thấy nó chất lượng rất là ok. Level 2 thôi đó, đỡ tốn vàng mà lên được level 4, thay vì mình chia sẻ ra những người kia level 1 đúng không đó, thì nó phải này kia được, nó này kia thay đổi thay thế vô cho nhau. Rồi mình sẽ vô cái phần tướng nha anh em, trước khi vô phần tướng thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và trước mắt anh em thấy là cái dàn tướng này đang có võ thánh phi thăng 3 và những con lưu linh quân nè, ông này sao dàn tướng ông còn khô rồi trời đất, hôm kia tôi kéo ông gần chết đúng không nội, chỉ với các con gì là hết luôn rồi đó, trong diễn quân hết luôn rồi đó. Nếu sợ à, được con tại sao mà ông này ông được một con phi thăng 2 của con bên tấn thôi, mà vì cái lý do gì mà ổng lại được quân sổ của quân Quang Vũ, nó mới ghê chỗ đó chứ. Đây hèn chi ổng không thèm vô mà mạnh hay quá trời đi, ghép thì nó sẽ nằm bên phần tướng anh em, là làm ship gì cho nó đẹp, kháng nè, lục châu nè, quén nè, thấy không tôi nói rồi, mà random khá là nhiều mảnh nữa nè, tấn thì một đống mảnh luôn nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên thằng thú coi có thằng thú ai học đó, phải có con cầu mang nè, con mang 3 sao, thanh long 3 sao, thiên la đường lưu vũ 3 sao, bạch trạch 3 sao, ác lai điển vi 4 sao và niên thú 3 sao. Ở bên này ý cái thằng ống quýt vậy, cái thằng lên tới đây luôn à. Nói chung là những cái con ngạc mà có những cái thằng như thế này thì cũng có nhiều, nhưng mà mình review thì ít thôi, ít có đem đầu tư vậy. Nhiều khi quýt 13 cũng chưa chắc gì có cái thằng đó nữa, quýt 14 chưa có luôn, tại vì không có thích đầu tư. Và bây giờ nên đầu tư rồi đó, bây giờ thú ra nhiều quá không có ô để, không có ô để nó luôn. Rồi mình sẽ qua bên trận pháp ha, trận pháp thì chưa có full đâu, pháp thì phải luyện tới đây còn nhiều lắm, mới luyện được 100, 115, 100 chưa có thêm mấy cái kia ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cây thằng của em xem, cây thằng level 10 còn lên nữa không, level 10 hình như là mình thấy có tối đa level 10 rồi đúng không? Tôi nhớ ông nào nó là lên 11, lên 12 nữa mà. Để coi ở đây là biết liền cái gì. Cái thằng level 11. À level 11 luôn em, còn có cái thằng level 11. Tốn khủng khiếp lắm đó, mấy trăm ca vàng mới lên được level 1 thì ít nhất phải 400 ca vàng. 400 ca vàng kim bảo. Là mình chỉ tính vàng là mất đi nha, chứ mình chưa tính tích á. Tích nhiêu ngày luôn. Đây. Vẫn là mảnh tướng tấn ngẫu nhiên huyền thoại 10 mảnh. Và bông thì đang có 5 cái bông tươi. Đầu lẩu thì trời trời, ông này chuẩn bị lấy set củ tiêu cho con võ thánh nữa thì đúng bài luôn anh em. Đúng, phải như thế này nè. Phải như thế này nè, phải kiên nhẫn quá trời, anh em thấy còn dư không? Dư chu dịch lấy ký nè, ông này ông tích để làm gì biết không? Nữa đây thằng luyện luôn, để thằng luyện set củ tiêu đó luôn đó. Thích nên như vậy. Tính ghê đó. Quá dữ. À 30.000 nè, 1.400 nè. 2.2 4 tháng nữa thôi bùng, vì dường như là miễn phí mỗi tháng cái gói 5.400 ngọc á, 5.400 bích đúng rồi, 5.400 ngọc bích, tức là anh em cứ tích chạy tháng rồi là kiểu như ăn lẩu free luôn. Có ngày này 200 mấy 300 ngày coi như 6 tháng như nhiều đúng không,
ba đâu đâu gần năm chưa hai trăm mấy ngày mà dư sao thế gần một năm nha túi đồ của ngày này 43 thằng bình kim dư nè đây là dư rồi đó full trăm hay còn đâu cái này thì sao ô bò đây thêm 200 nè đập văn thêm con nè rồi cuối cùng vẫn là đá và ngọc hay thì hay chất lượng thì chất lượng cũng vẫn đá ngọc ngon nhất rồi thanh long hồn như ý đã nói rồi đã thiếu một con ngạc thanh long hồn như ý thanh long hồn như ý và thanh long hồn sát ý sau khi ông xem clip này ông lại tiếp tục bán nha tôi mỗi lần tôi đụng với thanh long hồn như ý là tôi thấy dữ rồi cái viên đá huyền thoại đó cái viên đá này là viên đá huyền thoại giữ cái viên đá này là khó lắm giữ viên đá này là khó kiếm viên kia chứ không gì tỷ lệ nó ra thấp hơn thôi chứ không gì mà tôi thấy Mèo cứ để đi một chục ạt trừ khi server rất rất là cũ rồi đã có những viên đá công rồi mà mở tiếp tục ví dụ đã có thị huyết rồi mà mở kiếm kiếm thêm thị huyết nữa cho đâm chính thứ hai á thì nó sẽ xác suất nó sẽ ra viên thanh long hồn như thế này đó là những con ngạc kèm còn nếu mà anh em giữ mà trước khi mà có cái viên đá thị huyết thì anh em giữ đi không biết bao giờ con ngạc này có được cái viên thị huyết luôn thiệt lâu lắm thì quá cực nè bồi nguyên nè một phong nè một phong nè chịu thương nói chung viên đá này không ngon không có whip á nếu mà biểu hai là đá phải rất là nhiều rồi nhưng mà không có nhân phẩm để ra viên thị huyết phải có thị dĩ huyết nè phải trì tâm nữa cho thánh biểu hai mới lực tại vì biểu hai nó có kích đam anh em cho nên là mình mới cần những cái viên đá chuẩn chút xíu nữa nó bá đạo trên từng hạt gạo được rồi thì bây giờ mình sẽ vô tới cái phần bi khai ha bi khai mình sẽ bi khai dài đây nha ở trong top 12 mình sẽ quýnh top 15 giải dài lên top 1 luôn những cái trận như thế này là võ thánh build 2 này rất là lực lướt một phát dường như là xong game hứa luôn chết mẹ sao nó chậm dữ vậy nè đâu cái gì vậy tên ít thằng ô nó lết chậm ghi luôn em ơi biết chắc là thắng rồi nhưng mà đây tôi quên chỉnh cái này hay sao mà rồi tôi chơi tốc độ 16 nha tôi sẽ quýnh lại ông top 14 đi 15 cũng đã xem rồi đó đó tới giờ nó nhanh như điên rồi đó đậu đậu thân cái quần què nhanh dữ vậy nè thôi thôi từ đi từ từ tôi muốn qua làm lại cái nó coi chơi lại cái nó nè bắn nhanh à từ thôi cái đó coi nhanh dữ vậy tới hầu vậy đó ok đó bắn nhanh à thì xuống 8 rồi sao vẫn nhanh lên em ơi thôi dùng xuống chừng 5 thôi 5 thôi nha rồi, coi lại cái nữa ông này cũng build 2 này server build 2 khá là nhiều ok tạm được đó tốc độ tạm được tại vì ứng dụng mới nên mình quên chỉnh cái vụ này nó gì đẹp rồi đó tốc độ này mình vừa xem rồi đó đôi khi nó không nhanh bằng nha ông xin để trên điện thoại nữa em chơi điện thoại luôn tội x4 không mà full tốc độ không chạy qua cái thể lực đó chú ngoạn à nên thấy build 2 giờ châu chưa khá là châu gọi người kích hoạt luôn mọi khi sao chơi game qua lực để con ngạc này quýnh với con ngạc kia coi sao ha chắc mình nghĩ thiếu đam con ngạc kia nó chất lượng lắm đợt hổm tôi đã review rồi nhưng mà tôi thấy nó đã ấy rồi thằng kia nó đá là chất lượng lắm rồi thú cũng ok lắm rồi giờ hình như thú cũng 5 sao thì phải con men á con men 5 sao chơi bậy hình như trong một lượt quýnh 4 lần á nếu mà chết 2 lần là quýnh 4 lần luôn chắc còn luôn muốn này thì khiêu khích ý như có thị huyết đâu mà nó mất ở đó nào đó cái thị huyết đó anh em đỡ sao nổi không chỉ lại có lại cái viên đá ấy rồi còn lộn có cái kiến thức khí định rồi cũng vừa rồi nè thằng tăng nó chiến chứ không có chiến là thiệt một phát một tay luôn buộc quýnh vô tung kiên trừ khi khi thăng ba thôi chứ không thôi là bắt buộc được hai nó phải đánh trong kia rồi bay luôn đâm chính rồi em ạ
đỡ ngẫu ngày đó nấu gì bay luôn làm chính em là người chết của tương quán là mày ghê đấy chứ mày chết nhắc luôn rồi. Ý không có chi hồn là đi rồi đó rồi. Nói chung mấy ngày cấp dưới thì cũng dễ ha, cấp 11 coi sao đôn nè, nghe nói đôn phản đam cũng ghê lắm nè. Cái gì đôn chú bức nếu ủa kìa tôi gió thánh chú bức đi. Mà nói thiệt con chu bất nghi này nha, mà nó qua bên Ngô á thì có chuyện để nói đó. Thiệt dường như là gây đam vô tên một lát là quýnh không mất máu luôn. Nghe nó phải đam ghê không được như máu đâu phải. Đi với Tiểu Kiều xong là có meta mới cho anh em chơi liền. Cho chọn khe hán đi chơi, du nghi không hết được thôi, thiệt rất là hot luôn. Hot về những cái ông này rồi nè, thậm chí đem ra trận đấu đánh luôn. Mấy cái ở tầm trung á, ở kiểu như là mấy 200 ngày á, đó tập trung kỳ vô đánh hơi bị bán, đang gián tiếp chưa được nhiều. Nhưng lúc kìa. Thôi để đôn hành hạ thì kỳ. Cái ngày này đang BK Vinh dần nha. Và top trên nữa yêu tặng 5 lần ạ. Yêu tặng 5 lần anh em ơi. 5 lần cho bạn ơi. Bước 1 bye luôn. Để nét vẫn trông chờ cái kèo hạn chế cho ông kia hơn. Tại vì hai cái kèo đó còn có công an xuất hiện. Mấy kèo này hãy yếu. Công an chưa xuất hiện nữa. Thôi nó lướt kìa. Nghĩa là mấy ông này quá yếu. Máu không đủ luôn, đâm gián tiếp luôn. Máu không chịu nổi cái lượng máu đâm gián tiếp con này luôn. Chà đá. Còn phi thăng 2, Lý Tú phi thăng 1. Để coi chịu nổi không. Chịu 2 mà có khí định là một lợi thế khá là to lớn. Giỡn mặt luôn. Còn không phải đam ghê đó chứ. Khai thiên tịch địa. Cái là mệt mỏi. Không, trận này có công an ra đó anh em. Công an này ra nha. Nhầm cái gì. Nhầm cái gì. Mệt mỏi cái gì. Coi chết luôn á, coi chết luôn á. Ta coi chơi. Chứ rồi. Vả một cái là vỡ mồm. Ôi còn xin kích nữa nè. Ngựa luôn không? Rồi chết luôn á. Thôi chết đi. Bắt đầu đây. Này thì chết nè. Này thì chết là dở thì chớ. Tự nhiên nổ một tim xém thua. Thiệt. Ta đã không nổ lên mà thua luôn chứ. Chị giá ta lên rồi. Đôn thì cũng trâu. Xém thua à, chả đá luôn đó, đếm xém thua chứ không có thua. Không ấy, con kiểu nó chuyên ngồng ngang cái nữa là bay đó. Tại vì sao biết không, tôi cái là không có xóa được cái phiên kiểu lúc đầu á. Xóa mấy lượt đầu nó cũng thua rồi. Thua đen thôi chứ không có lần nào thua áp đảo thôi. Tiêm một cái lo mà rung nè, không sót khiên luôn à. Con men tầm này nó rất là trâu, nó vẫn không thể nào chết được nên thế. Cái ư là khó chết.
học nha. Chấp khiêu khích luôn á, thấy không? Chấp khiêu khích luôn đó. Nhầm cái gì với cái kiểu này? Tập được, có được hết. Rồi. Thiên hương học nhan. Quên đi, lên. Đúng rồi. Không mất máu luôn. Đây mất máu rồi đó. Rồi bao nhiêu máu đây thôi, lực sao sao mà đỡ rồi nè. Rồi xong luôn. Một lướt một bay hết chân. Chưa có câu bè luôn, em bắt ai vô địch tấp 7 luôn, quýnh luôn, quýnh từ chết xuống dưới ba. Đây, đây mấy ông ngồi coi quân vũ cam nó chiếm. Chuyện đâu nó chiếm mất máu luôn á. Hôm nay ông chưa thèm thi con võ thánh qua bên Ngô nữa đó. Dù muốn châu hơn nữa, thi võ thánh qua Ngô là rồi dường như đụng với mấy tem này võ thánh bất lực, bất tử luôn. Không chết á. Bên Hán thì nó sẽ mạnh mạnh hơn chút. Chắc chắn quân vũ sẽ được chém một cái nha. Ít nhất một cái. Rồi quýnh chi siêu ngốc đầu không nổi luôn. Mém tu la. Má siêu không có chiến sao chấm. Siêu phải có quyết chiến. Trừ đô nghe thôi, còn lại tăng nào cũng phải quyết chiến. Để coi quân vũ nó chém nè. Em sẽ nhìn thấy quân vũ chém không mất máu nè. À đúng á, lực, lực dưới dây. Xin lỗi mày nghe, xin lỗi quân vũ. Em xin lỗi anh. Đâu sao nó mạnh thế nhờ. Vẫn là một cái lực gì đó rất là ghê gớm và này nọ. Ai nồi chém một đống người giáp chém bay luôn anh em à. Quân vũ cam lực phải. Mặc dù ông này build ngay khá là điều rồi đó, nhưng mà bằng một cách nào đó quan vũ bao nhiêu công đây mà nó vẫn chém rất là ghê nha. Cái nồi 7.900.000 công thủy quyết thì chắc không có luôn. Có võ quy chuyên hồn dù ăn xương. Hán vũ đế đã thức tỉnh. Ô quan vũ chỉ cần hán vũ đế thôi mạnh lực cỡ này rồi đó đem. Cẩm ni thì quyết chiến ngọc đúng rồi. Thật ghê chứ, mình nghĩ là chém không mất máu đâu, ai ngờ nó chém phát nhìn hết hồn luôn. Đây, cái thằng ba không tăng nha. Kèo này căng đó. Nói chơi thôi, không căng lắm đâu. Điều 2 là đừng nổi không. Hôm nay có khí định thì mai ra. Nếu khí định là chịu nổi. Một khí định hên xui. Lợi cái được cái là lực đánh được nhiều lực hơn. Rồi chứ mà rớt xuống vậy như sao quýt chết được trong lực. Trong lúc hai lượt luôn quýt chết cái này được. Rồi quýt nó mất máu nhưng mà một lớp mấy các bạn biểu ngay mà BK phê thiệt, đúng phê luôn. Và đây là cuộc chiến mình mong chờ nhất trong ngày hôm nay đây nè. Đây là một cuộc chiến căng thẳng. Giữa mà mạnh idol mạnh biểu hai và này tên gì trung tam gì nè. Em này khá là lực. Ôi ông kim lực quá rồi, không chịu nổi rồi. Ông kia đá cũng ngon luôn. Đá ông kia ngon luôn. Ngân xương các kiểu đà điểu.
Em kêu một bài màu sao gì? Giang Đông Hiệp Hổ, Giang Đông Hiệp Hổ. Sao đỡ? Đây thôi là thấy muốn đi rồi, đợi đi rồi đó. Cái nó lợi mạnh lên em, mình sẽ cho anh em xem đồ mạnh rồi. Rất là lực. Hồi đợt đó mình có review hết lần. Đây, đá của ông thì như ý nè, hấp tinh luôn nè. Trung kiên nói chung cũng không cần hấp tinh cho lắm nhưng mà có hơi tốt. Danh tướng thì có rồi, con Tôn Kiên xài luôn cái chi hồn là em hiểu rồi đó. Tôn Kiên xài chi hồn, cẩm nang của con này thì khỏi nói luôn. Quá nhiều cẩm nang kim luôn á. Hấp huyết ngọc, tàn sát ngọc đồ này nọ. Nói chung là con này đều lắm, nói chung rất là đều. Phụ hấp, nói chung 2-3 cái, tàn sát ngọc, kéo léo tinh được cái kiểu nè. Pháp của ông thì cũng ghê luôn. Đá của ông, hồi nãy mình quên coi đá của con Vũ. Đá của con Vũ thì khỏi chê luôn, xét củ tiêu đèn quyền. Đây ít nè, ngăn xương luôn nè. Đá rồi, đá ngon luôn á, này tẩy ngon luôn nè. Còn là BBB không luôn nè. Công né tránh luôn nè. Phong là đá là rất là ok. Bi hồn luôn. Cái con mẹ Bill 2 này chuẩn lắm. Như con mẹ Bill 2 này là bá nhất liên cụm luôn. Từ đó vì sao không còn ai Bill 2 nữa đâu. Bá liên cụm rồi đó. Rồi trừ Bill 2 đó thôi chứ mấy con mẹ là lụm được hết luôn nha. Mấy con mẹ này kiểu lực chiếc ảo. Hơn tướng á. Lực chiến hơn tướng. Mấy con này Bill 2 này lực chiến lực con kiều vô thôi là full đồ thích đam ghê lắm. Thích lực chiến nhiều lắm. Nói gì lực chiến ảo là chỉ có bàn thống mà khủng khiếp nhất. Đứng top 1 bàn thống là top 1 chủ kiều top 2 chuyên hợp lại 3 và điên xuồng lại 4 là 4 luôn thích đam. Cái này là chắc chắn là win rồi. Rồi phải ấy nè, kiếm kèo này căng hơn chút xíu nữa không? 3 thì sao? 3 min phi hả? À đây. Lục châu 2 ha. Căng lắm thôi ha. Có khí định nha. Ê, có khí định nha. Đồng thù cái gì đây nha. Khí định đồng thù luôn gì đây. Kèo này căng à. Ê, thấy không, mình thấy không, lướt đủ mắt máu bên này. Bên này lướt lại nè, sao mà đỡ cho nổi. Còn dù anh chữ có châu thiệt, đúng châu thiệt, lấy gai tặng đúng châu. Tiến dân sự hống. Nhìn Menfi. Nhìn Menfi quả về đâu chưa. Để vô kiểu không để chi kích thôi, sợ chi kích thôi thôi mà. Ngọc sáng giống như à, quả tung. Hai con kia ngồi mất tử. Quýt không mất máu luôn. Nó thì lo mày rung. Đỡ gì nổi mà đỡ. Đúng rồi, tôi con quỷ luôn. Tôi nói chữ nó trâu thiệt nó đem rồi. Đỡ gần hết đam luôn rồi. Đỡ hết sợ nó đam luôn. Rồi. Bây giờ tôi mới thấy cái thằng giỏ nó ra đó. Đỡ. Rồi đó. Ý có câu men luôn. Nhưng mà có câu men ra là chết chùm chứ làm gì. Mang gan đúng ngay lúc này là nó chỉ kích tới chết. Kích không đỡ nổi luôn. Kích không còn một giọt máu luôn đó mà. Đâu mà đỡ cho được. Quá ghê gớm. Có câu mang cũng chịu không nổi nha anh em. Và top 2 luôn. Phi thăng 3. Tuyên nguyến phi thăng 3 nha. Tôi bộ kèo này căng nè. Nãy giờ tôi nghĩ chẳng nào cũng căng nhưng mà thằng ra BK chẳng thấy căng anh em mà. Nhìn thì thấy nó hơi căng căng. Nhưng bây giờ thì mình thấy không căng lắm. Đơn giản lắm. Ui khí định nha. Ê kèo này mạnh thiệt á. Phải kèo này thua thiệt á chứ. Có cả hấp tinh luôn à. Cái cá nâu vậy. Thiên hương hồng nhan.
hấp tinh không ta, cái viên hấp tinh đúng không, hấp tinh à, cái viên ăn xương á. Lực thôi thua, kẻ này thua thiệt rồi đó, tư quán chất lượng gì là thua, đã nói đâu không thể đỡ luôn á, không có đủ nộ để quýnh nè, không có dùng chi được, không giết được con kiều nào, bên kia thì cứ cũng dồn vào làm sao mà đỡ, không giết được tư quán hết chứ, khi nào mà chém làm sao mà chết được tư quán kìa, không chịu nổi nó thôi. Để thấy bên kia thì cứ cứ tích đam và tích đam rồi. Trừ khi Omen về sao chứ bằng không còn né cái đi, chỉ cần né nhẹ tương quán cái lạc kè, không tin không, không tin, không tin được, không tin được. Ê ê ê, ôi ôi, nó diễn hậu cay thế nhờ, diễn hậu đúng lúc phải chữ, diễn hậu gì thua, diễn hậu gì là thua. Tắt điện rồi xong, khi cũng trâu lắm chứ, đủ vừa nói xong trâu chết queo luôn, đậu xanh. Không, kia này thua thiệt anh em, tương quế khắc chế biểu 2 này, tương quế là một trong những tướng cứng của biểu 2 luôn á, trừ khi bị né thôi, biểu né phải khủng khiếp lắm, biểu né phải khủng khiếp lắm kìa mới né được đó thôi, chứ không là quăng chiêu là dính, quăng chiêu là dính, kiểu hai con là xác định chúng luôn á, lượt nào cũng bị khiêu khích. Giờ muốn lật kèo cái kèo này hơi khó luôn á. Giờ lật kèo này là chỉ có một cách duy nhất đó là công an 5 sao. Em châu thêm chút xíu nữa, phải nói là xích cũng tiêu được cái kiểu châu hơn nhiều, đá chất lượng xíu nữa. Hay ra với lại cái xích cũng châu á. Xích cũng châu để tích tem xích sạch hết trơn. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye anh em.